Rạch Giá có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Công an khám xét nhà bà Châu đã phát hiện thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều trang thiết bị soạn thảo, in ấn truyền đơn như máy tính, máy in màu, máy fax, các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ và tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của bà Châu. Bà Châu khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, người cầm đầu, để được hướng dẫn tham gia. Bà Châu có nhiệm vụ rải truyền đơn trên trong các dịp lễ. Công an địa phương đang tiếp tục điều tra.